Rồi là Tàu Tê xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ mình Tổ quốc. Hôm nay được lên cho anh em một clip gồm 15 cây cần câu. 15 cây cần câu này là 15 cây cần câu tay PIP. Hàng nội địa Nhật nha anh em. Giá công khai là 230k một cây, em bao gồm phí ship. 200k, 230 cây bao ship nha. À, em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi mà không giống clip em lên thì em nhận lại. Rồi cảm ơn anh em, để em vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Cái thứ nhất nha mọi người. Cái thứ nhất là một cây ban, cây này của Korea sản xuất nha mọi người. Đó. Cây này ngoại hình khá ok. Đó. Cây này dài 4m5, thu gọn 56 cm, đọt 0.8 ly, độ cứng tầm 1 h, nặng là 160 g nha anh em. Cây số 1 nặng 160 g, nói chung là cây này khá đẹp, ngoại hình khá ok, đọt nó tầm 1 h nha anh em, thích hợp cho anh em đi câu gô, giết, chép, đó, quéo này nè, đọt nó thể cuốn hình chữ O nha anh em, đó, cần sao thì em nói vậy, ngoại hình khá ok, nói chung là cây này đẹp, không xuất sắc gì nhiều hết. Cây này là chất liệu làm là phíp nha anh em, phíp, nói chung là càng ok, đẹp đẽ. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng, nếu hàng lỗi mà không lên giống lép hoặc bể lóng sứt lóng gì anh em có thể trả về cho em. Rồi, giá công khai nha mọi người, giá công khai số 1 là 230k bao ship. Tiếp theo sẽ là cây số 2. Cây số 2 là một cây Olympic. Hàng này dài 4m, thu gọn là 70 cm, nặng 250 g, đọt 1 ly, độ cứng tầm 2 h đến 2 h rưỡi nha anh em, từ 1 h rưỡi đến 2 h. Cây số 2. Cây này được bao đầu cần nha, chống nổ, cây này tầm 2 h nha anh em. 1 h rưỡi đến 2 h. Cây này khá cứng. Cây này cũng thích hợp cho anh em đi câu gô, giết. Đó. Đánh đầu cần. Đánh giải trí con nghệ chơi. Đây, ngoại hình ở ngoài khá ok nha anh em. Đó. Hàng Olympic nội địa Nhật, tem nội địa Nhật. Cây này thì có chống nổ đầu cần hết, nói chung là khá ok, không nổ, không bể lóng sức nặng gì hết. Tất cả các lóng đều mắc mới nha anh em. Trong nổ đồ cần nha anh em. Cái này chất liệu vẫn là bằng phít nha anh em. Bên trong này, góc ở đây. Cái này, cái gòn ở đây. Rồi, giá công khai nha mọi người. Giá công khai là 230k. Cộng 230k bao ship. Đây là cây số 3 nha mọi người. Cây số 3 là một cây cần cũng giống luôn. Nói chung là nó sẽ cây này Olympic, đây tem nó đây, tem nó sẽ bị chóc. Cây này cây Olympic, tem ở địa Nhật. Cần cũng còn rất là mới nha anh em. Mới đẹp. Cây này dài 3m6, thu gọn 70 cm. Nặng 160 g. Đọt 0.9 ly, độ cứng tầm 2 h nha anh em, 2 h, 2 h rưỡi, độ cứng tầm 2 h, 2 h rưỡi nha anh em, thích hợp cho anh em đi câu gô, giết, chép. Cây này vẫn có chống nổ đầu cần đây. Chất liệu bằng phíp nha anh em. Nói chung là cây này cũng còn đẹp đẽ. Đọc nó đây.
đẹp nha anh em. Rồi, cây số 3 vẫn có giá là 230k bao ship. Tiếp theo sẽ là cây số 4. Cây số 4 là một cây cần của Daiwa. Tem này tem Daiwa, tem nội địa Nhật. Cây này dài 3m9, thu gọn 70cm, nặng 170g, đọt 0.7 ly, cứng tầm 1H đến 2H nha anh em. Giá là giá 230k bao ship luôn nha. Này, chống nổ đầu cần nha anh em. Đọt nó đây, đọt nó ra tầm 1H. Đọc uống hình chữ tròn được luôn. Nậu đây. Đó. Cái này ngoại hình khá ok nha anh em. Ngoại hình sạch sẽ. Anh em mua hàng thì anh em về tháo ra kiểm tra, nếu thấy nứt bể gì thì em nhận lại. Cái này đọc 1H thôi nha anh em. Rồi, giá vẫn là giá 230k bao ship. Cây số 5 nha mọi người. Cây số 5 là một cây cần phíp giả trúc. Khá ok nha mọi người. Cây này dài 3m, thu gọn 90cm, đọt là 0.6 ly, độ cứng tầm 1H đến 1H5. Giá là 230k bao ship, nặng là 100g. Đây, đọt nó đây. Ta cần những cây phíp này chuyên cho anh em đi câu giết chép gô đồng. Phần đây nó hơi bị xước tí nha anh em. Nó càng bị xước, em nói bị xước. Nói chung là càng ok. Ngoài ngoại hình thôi. Khá đẹp nha anh em. Rồi, giá công khai nha mọi người. Giá công khai vẫn là 230k bao ship. Cây số 5. Tiếp theo sẽ là cây số 6. Cây số 6 là một cây cần nội địa Nhật. Tem đây, tem nội địa Nhật. Cây này dài 3m9, thu gọn là 92cm, nặng 130g, đọt 0.8 ly, độ cứng tầm 1H đến 1H5. Cây này vẫn là một cây phíp giả trúc, ngoại hình khá ok nha anh em. Đọt nó đây, đọt đa phần là đọt dẻo hết cho anh em. Đọt này đánh gô đồng, đánh giết, đánh chép là bao phê nha. Đó. Anh em về có thể test bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước luôn. Đó. Khá đẹp nha anh em. Khá ok. Rồi, cây số 6 giá là 230k. Tiếp theo sẽ là cây số 7 nha mọi người. Cây số 7 là một cây cần New World. Hàng quán là hàng nội địa Nhật nha anh em. Cây này 3m9, thu gọn 90cm, nặng 140g, đọt 0.7 ly, độ cứng tầm 1H đến 1H5. Giá là 230k bao ship. Cây này quán là một cây phíp giả trúc, cần còn khá ok nha anh em. Cái quán chỉ còn rất là mới. Đây, chất liệu phíp nha anh em. Càng này kéo qua cho anh em xem luôn. Càng này mới lắm. Ngoại hình khá ok nha. Đọc nó đây. Đọc nó ra tầm 1H đến 2H nha anh em. 1H5 đến 2H. Khá búng nha. Rồi, giá công khai nha mọi người. Giá công khai khoảng là 230k bao ship. Tiếp theo sẽ là cây số 8. Cây số 8 sẽ là một cây cần của hàng Kim Tôm.
hàng China xuất Nhật nha mọi người, tem nội địa xuất, tem xuất nội địa Nhật. Cây này dài 3,6 m đó, cái này dài 3,6 m, thu gọn 100 cm, nặng 160 g, đọt 1 ly 9, độ cứng tầm 4h đến 5h. Cây này cây pip bạo lực, giá công khai vẫn là 230k bao ship. Đọt nó đây anh em, đọt nó chà bá luôn, rất là cứng nha anh em. Cây này tầm khoảng 3h 4h. Anh em đánh bạo lực thì lấy cây này, cho dù nó bạo lực nhưng nó hoạt phép nha anh em, nó vẫn có độ dẻo, ngoại hình khá ok nha anh em. Đọt nó đây, đó, độ dẻo khá cao nha anh em. Rồi, giá công khai nha mọi người, giá công khai vẫn là 230k bao ship. Tiếp theo sẽ là cây số 9. Cây số 9 là một cây cần của hãng TFR, hàng nội địa Nhật nha anh em. Cây này thì dài 3,6 m, thu gọn 160 cm, thu gọn 980 cm, nặng 160 g, đọt 1 ly 7. Đọt 1 ly 7, độ cứng nó là tầm khoảng 4h nha anh em, 3h 4h. Rất là cứng nha anh em. Cây này thì có bao chống nổ đầu cần nha. Đó, ngoại hình cây này cũng khá ok. Cái này đánh bao lực cũng rất là ok nha anh em. Rồi, giá công khai vẫn là 230k. Tiếp theo sẽ là cây số 10. Cây số 10 là một cây đai hoa hàng phép giả trúc. Cây này dài 3,6 m, nặng 120 g, thu gọn 102 cm, đọt 0,8 ly, độ cứng tầm 1,5 đến 2h. Khá đẹp nha anh em, mấy cây giả trúc này khá ok đó. Anh em về câu gô, giết, chép, đánh giải trí đến mấy cây này quá ok, vừa đẹp vừa bền. Đọt nó đây ha nè, ra tầm 1,5 đến 2h nha anh em, rất là dịu. Chiên cho anh em con giết, câu giết, câu gô đồng. Lớp sơn này bị nổ như này đó, nói chung là không ảnh hưởng gì hết. Rồi, chất lượng thì bao, không tét lóng bể lóng độ chế gì hết, có làm thì em nói đó. Rồi, giá công khai nha anh em, giá công khai vẫn là 230k bao ship. Cây số 10. Tiếp theo sẽ là cây số 11. Cây số 11 sẽ là một cây cần nội địa Nhật. Đó. Đó. Cây nội địa Nhật nha anh em. Nội địa Nhật, cây này dài 3,6 m. Thu gọn là nặng 100 g, thu gọn là 91 cm, đọt 0,8 ly, độ cứng tầm 1,5 đến 1h 1,5. Đa phần phíp nó sẽ độ cứng tầm 1h 1,5 nha anh em. Đọt khá dẻo nha. Đọt này giật gô đồng, viết chép là bao. Đó. Ngoại hình khá ok nha anh em. Cái phíp, phíp giả trúc khá ok, đẹp nữa. Gô viết thì mấy cái này đánh thì bao, bao ok rồi. Đó. Anh em về kiểm tra cần, nếu hàng lỗi mà không giống clip lên thì gỡ về, không cho. Cây này phép đỏ nha anh em. Rồi, tiếp theo sẽ là cây
Cây số 12. Cây số 12 vẫn là một cây phíp giả chúc. Góc cầm khá ok nha anh em. Khá đẹp. Nói chung là mấy cây phíp giả chúc này nhìn nó đẹp sao sao á. Ưng mắt liền. Cây này dài 3,6 m, nặng 140 g. Cây này thu gọn rơi vào tầm khoảng 90 cm nha anh em. Thu gọn 90 cm. Cây này đọt 0.7 ly, độ cứng tầm 1 phát đến 1 phát rưỡi. Đây, đọt nó đây. Đó. Đó, đọt nó cong như nè. Cong hình chữ O được nha anh em. Cao 4 nha. Cây này tầm 1 phát nè. Phép giả chúc anh em đánh go, giết, chép quá ok rồi. Không còn gì phải bàn nữa. Trên đây nó bị chóc sơn tí thôi. Nói chung là càng không bể độ chế gì hết. Hàng nguyên nhiên sao vậy luôn. Khá ok. Rồi, cây số 12 khoảng là 230k bao ship. Tiếp theo sẽ là cây số 13. Cây số 13 là một cây cần made in Korea. Hàng sản xuất tại Korea, xuất Nhật nha anh em. Ship nội địa Nhật. Cây này nhìn cũng khá ok, khá đẹp. Cây này vẫn là một cây phíp dài 3,6 m, thu gọn 105 cm, đọt 0.8 ly, giờ tầm khoảng 6 h, lọc giờ tầm khoảng 1 phát đến 1 phát rưỡi. Ghi đây 2 h. Cây này 1 phát đến 1 phát rưỡi nha anh em. Đây, khúc nối giữa phần phíp và đọt đặc nha anh em. Ok, không lỗi. Ngoại hình nhìn khá ok. Lớp sơn đây nó bị nổ nha anh em. Đó. Cần sao hiểm nó vậy. Rồi, giá công khai vẫn là 230k bao ship. Tiếp theo sẽ là cây số 14. Cây số 14 là một cây cần phép giả chúc. Đó. Tem sức nội địa nha anh em. Cây này có tem sức nội địa. Cây này dài 3,9 m, nặng 150 g. Thu gọn 74 cm. Thu gọn 108 cm nha anh em. Cây này đọt 0.8 ly, độ cứng tầm 1 phát đến 1 phát rưỡi. Đa phần lô cần này có hai cây chỉ độ cứng thôi. Mấy cây này tầm 1 phát đến 1 phát rưỡi hết nha anh em. Nó thẳng ra luôn cho dễ. Nè, đọt đây nè. Đó, em bẻ xuống vô cho. Quéo luôn á. Cây này đánh cảm giác là bao phê. Lớp sơn trong đây nhìn khá ok nha anh em. Dính bụi. Đây, đọt cần này dính bụi nha anh em. Khá ok nha. Rồi, giá công khai nha mọi người. Giá công khai vẫn là 230k bao ship. Tiếp theo sẽ là cây cuối cùng, cây số 15. Cây số 15 là một cây Olympic. Đó, dài 3,9 m, tem là đi Nhật nha anh em. Cần khá ok nha. Không lỗi độ chế gì hết. Cần dài 3,9 m, nặng 140 g. Thu gọn 110 cm. Đọt 0.6 ly. Đọt cứng tầm 1 phát đến 1 phát rưỡi. Cây số 15 này rất mới nha anh em. Mới. Đọt đây, đọt cuốn hình chữ O được nha anh em. Đó. Cây này giật gô chiếc là bao giật. Cần mới nha anh em. Cây này mới, cây số 15 cây cuối cùng mới. Rồi. Đó.
Rồi em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng chứ thanh toán, nếu hàng lỗi hoặc không giống clip em lên thì em nhận lại nha anh em. Đó, anh em kiểm tra hàng, nếu hàng lỗi mà bể nứt tét gì á gỡ vào cho em. Anh em không mắc một phí ship nào hết. Rồi, giá công khai cây số 15 vẫn là 230k bao ship. Đó là tổng cộng 15 cây cần em ra cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào có thể nhắn tin trực tiếp vào phần comment, không thôi có thể gọi thẳng cho em nha. Rồi, cảm ơn anh em.